Ngay lúc này, hai vợ chồng Nén Di và Đa Rách dọn đồ ra khỏi nhà. Chưa rõ nguyên nhân gì, lý do gì mà như thế. Nén Di bật khóc: em thì không còn cha còn mẹ, sống với bà ngoại. Nhưng hiện tại thì hai vợ chồng đã dọn đồ ra khỏi nhà, không biết gì lý do gì. Để hiểu rõ hơn, xin mời cả nhà cùng xem tiếp video. Sao biết sao mà ngoại đuổi vậy chị? Không biết gà đó, nói hai đứa này nói lao bả, bả đổ rác, nó hốt rác vô bao, hốt rác vô bao, bả đổ rác, nó nói vậy đó, bả giận. Vậy đó hả? Rồi ngoại, lúc đó là ngoại đi bệnh viện về rồi hả? Vậy rồi. Ừ. Bình dân bữa nay đuổi bữa nay luôn. Vậy là mới đuổi bữa nay hả? À, mới đuổi bữa nay. Quá. Là bà mới về bà đuổi luôn. Đuổi qua. Đuổi qua bữa nay giờ đi ha. Rồi ơi. Bà rồi. Giận hai đứa này đó. Giận dữ lắm hả? Giận lắm. Rồi hai vợ chồng không có chỗ ở luôn không? Không chỗ ở. Dắt chiều cái gì, đuổi dắt chiều cái gì? Đuổi qua chiều. Chiều qua. Là không cho vô luôn hay sao? Không cho vô luôn. Bò quần ao tùm lum tùm la, bỏ dục ra ngoài luôn hả? Dục quần áo luôn, dục quần áo ra ngoài luôn, hết luôn. Giờ dọn bên đây hết chưa? Còn thì dọn nó đi. Còn không? Còn bánh không? Cái giường với cái giường nó của ai? Của con. Ừ. Rồi sớm giờ thì qua giờ dọn qua đây là có cái giường ngủ không? Ngủ dưới đất. Ừ, có ngủ trên kệ đó đó. Trên kệ. Chỗ đó thì thấy cũng được. Mà mưa chắc nhiễu. Nhưng mà nước nhiễu. Nhưng mà cái trại bên đây là của bên chị hai của mình hay sao? Của chị hai của con Đà Rách hay gì? Chị hai. Có hỏi chưa? Hỏi chưa? Chưa. Mà bây giờ là mấy phần đất là đã chia anh em với nhau chia nhau chân rồi đó ha. Mẹ không có đất chia đâu, mẹ bán người ta hết rồi. Bây giờ con có tiền con mua lại. À vậy đó hả? Mẹ. Con mua lại ha. Con mua mẹ lại. À, nhưng mẹ mà hiện tại là bây giờ ở là có xin chị hai chưa? Đà Rách. Xin chưa? Có điện chị hai chưa? Chưa. Đó, mẹ nói xin rồi, mẹ xin mẹ đó, mẹ nói đất đó ở được, mà ma ở kim thầy ba bốn đứa không ra. Sao mình Đà Lạt nó quá dám rồi, bả nở trời. À, không có chỗ nó ở sợ, ở chỗ nào nó giờ dám ở, nó sợ nó ở đợi đợi đi bây giờ liều giờ luôn chứ hả? Nếu mà giờ không ở đó ở đâu đó đó không ở đó hả? Không dám hả? Sợ. Bây giờ gì nè, sợ thì lắm. Bây giờ mình không sợ. Có chỗ ở thì bây giờ mình ở thử một hai ngày coi sao, mình xin người ta. Trước khi ở là xin, giấy xin. Ừ. À, mình nói là con không có chỗ ở, con xin ở đây, đừng có nhát con. Đừng có phá con cho gia đình con mạnh khỏe. Nha. Con mạnh khỏe hiểu không? Vậy lúc trước là đã có người ta ở rồi hay sao chị? Không có người ở. À, rồi lúc trước là chỗ đó nó có cái gì tâm linh chỗ đó không? Có hả? Cho nên không ai là chịu lại đó đó. Cái lực đã chiêu nhiều thầy lại rồi đó mà chưa làm được đúng không? Có chiêu nhiều thầy cái, rồi đúng không? Cái phần tâm linh đó là phụ nữ hay là người đàn ông hay là sao chị ở đó đó? Phụ nữ. Phụ nữ hả? Dạ. À. Nữ bầu, ma bầu. Có bầu á hả? Dạ. Trời ơi. Chết tay ở đất đây đi. Vậy đó hả? Bầu chết tay luôn. Chết tay ở đây. Ở... Thầy may. Tức là mắc ở đó hay, hay sao? Dạ. Mất tại đây luôn, người phụ nữ đó mất tại đây, lúc đó mang bầu ha. Mà mắc dạ. Thôi. Đẻ. Mắc luôn. Dạ. Ma ở đây luôn. Cái câu chuyện thầy... nó xảy ra khoảng bao nhiêu năm nay rồi? Bao lâu rồi? Lâu rồi, tôi không chưa đẻ. Ồ, lúc trước tức là nó đã lâu rồi. Còn mẹ ở nhỏ. Mấy đời trước rồi ha. Tới giờ mà vẫn còn ha. Có ngày nào người ta đã đi đầu thai người khác chưa? Không. nhưng mà nếu mà kêu thầy là đây là khoảng bao nhiêu thầy rồi mà chưa làm được? 3-4 thầy rồi. 3-4 thầy à? Đuổi ra không ra luôn. Lần vẫn còn luôn. Dạ còn. Lần gần đây nhất là bao lâu? Chị thấy nghe người ta nói. À, tôi không thấy người nhỏ mà thấy. À, gần đây bao nhất là vẫn bao lâu rồi? Bữa nào cũng thấy đó. Mấy đứa nhỏ nó thấy hay sao? Mấy đứa nhỏ thấy. Mấy đứa nhỏ nó thấy nó nói sao chị? Làm mình làm gì vô kia mắt vô mắt làm mẹ làm bao nè làm bá nội này nè à, biến hóa kìa ha nó đi theo à. Kêu bá tức là kêu bà vô mắt luôn à. Vậy đó ha, biến hóa qua ra người này người kia ha. Nó cũng dẫn ốc cũng thành. Thôi mà bây giờ không có chỗ ở ở đại đi chứ. Đó, sao giờ cũng xin nguyện đi ha. Chứ không thôi giờ nếu mà không có chỗ ở thì đi ra ngoài đường ở luôn à. Ừ. Không mấy giờ vô xin thử bà ngoại, xin lại ở lại với bà ngoại được không? Đó đó. Mới đuổi bữa sáng nghe. Đuổi nữa.
Sáng nay đuổi nữa hả? Không chó vô luôn, đuổi nữa. Này, cái thật... Có làm gì ngoại, có nói gì ngoại không, ngoại dặn gì hả? Đâu nói đâu. Hẹn vợ tha chặt mắm chảy vợ bạc tốt. Thế là nói em đổ gác á. Tức là đổ gác hả? Nó hút gác vô bao, bà đổi. Bà đổi, à, bà gót ha. Cái gót ấy gót rác vô bao nữa. Chứ là không sạch cái gì rồi. Không là không không dọn sạch cái gì. Nó dọn rồi, bà nói nó không dọn. Đồ rác, bà kia đồ rác ra. Bà kia hả? Bà kia là bà nào? Bà ngoại. Bà ngoại đó. Đổ rác ra lại. Đổ rác ra. Hay bà kia hốc hốc vô chửi hai đứa này đi. Ủa làm giống đợt trước vậy hả? Ừ. Mà đợt sao đợt mà sao bà ngoại mà vậy ha, không biết bà ngoại nó quấy không? Tại không thích hai cái này rồi. Bà ngoại cứ ghét thằng đại mẹ. Nó làm biến, nó rỡ, nó khở. Nó khờ. Dạ, nó khở, nó làm gì được. Nó khờ ha. Dạ. Khờ. Khờ quá, không thương ha. Khờ quá, nói gì. Mong đuổi con lâu rồi. Đuổi con lâu rồi. Ngày nào cũng chửi nó, không nói gì đâu. À, tức là không nói gì cũng cũng phải chửi. À. Cũng kiếm chuyện để chửi ha. Rồi thấy sao buồn không lại lắm? Buồn hả? Không có chỗ ở buồn quá rồi. Nấu cơm nấu gì ngon ngon. Kêu bạn kêu ông nhỏ. Con qua đó không sợ gì không? Mà... tức là bà ngoại kêu kêu vợ thôi chứ không 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 kêu đã đó hả? Không kêu, không kêu đã đó vô ăn cơm. Kỳ ta. Ghét nó. Thầy phá nha. Thì nở mới được. Chứ chỗ đó nghe nói cũng hơi ớn ớn. Cái chỗ đó ghê lắm. Nhưng mình giá gian chắc được á. Ta thương mình nữa đó. Nó độ mình luôn á. Xin phải xin giá gian người ta. Bây giờ à? Hồi qua em xin vô à, nay em xin ở đợ, em không cho chỗ ở. Ở đợ đó thì xin. À đúng rồi. Đốt ngang luôn á. À đúng rồi, đúng rồi. Đừng nữa ta độ mình có chỗ ăn chỗ ở không làm luôn đó. À. Đốt ngang, đốt đàng hoàng cũng cái cơm, mình đốt cái muỗng á. Nói ta à, mình ăn xin... ở đỡ em không cho ở, cho chỗ ở, đốt ngang luôn. Rồi là lúc đó không có gì hết trơn luôn. Có giấy đồ người ta sao? Có kêu người ta đổ. Có xin người ta gì không? Tôi bán số mà xin cho xin ta cho xin ngủ lỡ lại. Ừ. Giấy luôn, mình nói kêu người ta đổ cho vợ con bán số rồi chúng đi làm người ta cho tiền đi chỗ khác mua đất ở. Ừ. Bữa bến bên nói. Rồi vậy bữa nay xin. Bữa nay xin luôn đi. Nấu cơm lên mình dàn giá người ta. Thấy gì chứ người ta cũng biết chuyện à, người ta cho mình nở. Đâu có chỗ ở đâu, em dẫn mấy anh vô đây. À, mới về bao giờ em mà bệnh viện. Mới về tới. Mới về tới là bị đuổi luôn. Cái chỗ đó đâu ai dắt anh em vô đây. Rồi dẫn vô đây. Đây. À, cho con ở đấy nè. Dạ. Cái đường nào giao đâu đây nè. Lấy cái bao bố làm lại đó hả? Dạ. Rồi. Cái bao này chắc nó nhức này coi chừng yên bên kia đó nghe. Nước nó nhổn lại cái ao băng cái lỗ. Lấy ao chè lại luôn hả? Lấy ao chè lại hả? Là cái này mua miếng cao su quấy lên được phải không? Đúng rồi. Tấm cao su chùm lên là được á. Dạ. Lấy cái khăn che lại đó. Cái cao su màu xanh nó che lên nó còn nhộn nhỉ. Lỗ lủng mà lấy cái khăn che cũng như không ạ. Lỗ bự ba. Lỗ bự cho bá. Nhét cái lỗ lại nè. Lấy gì ta che lấy miếng vải cái khăn gì che. Mưa nhột ít trơn luôn. Cái này là của người ta có sẵn rồi phải không? Dạ. Nhưng mà không ai dám mở đúng không? Dạ. Quay lại đi, quay mặt qua đây nè con. Cái còn bên kia nữa, bên kia bự nữa. Có chai bự nữa hả? Cái lỗ bự. Cái lỗ bự. Nó băng kích cái mụn. Rồi tối hai chồng ngủ đi đi hả? Ngủ không có, mưa không có chỗ ngủ luôn, ướt nhẹ hết trơn luôn. Hai vợ chồng nhận nhau đi cho nó ấm. Ngồi vậy con gái. Ngồi vậy con. Ngồi vậy. Hồi tối mưa ướt hết trơn. Ướt không? Ướt. Đây là còn chưa khô nữa.
ước niềm ước gì hết trơn. Mượn cái thón ở bên kia chút ha. Đợi đỡ ở bên kia chút. Rồi cho mấy anh hỏi nè, là hỏi thật là hai đứa có làm gì mà ngoại buồn không, mà ngoại giận mà ngoại đuổi ra thang ngoài này luôn rồi. Có làm gì giận? Có nói gì không? Có cự hay có la là với ngoại gì không? Không. Có trả lời không? Có cãi lời không? Không. Sao ngoại kỳ này ngoại đuổi thiệt luôn vậy? Đuổi thiệt luôn. Kêu mà lấy đồ đạc mày để đây tao không cho ở nữa. Vậy đó hả? Bà dỗ qua bỏ. Chút nó đi qua khiêng cái giường qua. Khiêng giường để đâu? Khiêng giường để đâu trời? Trả cho ổng lại. Giường của ai? Cái giường đó của ai? Của cha. Trả lại cho cha hả? Dạ. Rồi mình qua đây mình ở nha. Dạ, ở đây. Chứ cái này có cái giường rồi. Đây có giường rồi. Dạ. Sao mà bị đuổi thiệt luôn rồi? Lúc trước có bị ngoại có đuổi thường không? Đuổi thiệt luôn. Lúc trước ngoại có đuổi hoài không? Bà giận mấy tụi con là khi bà bệnh á, bà kêu đi thăm bà rồi không ra đi, tại tụi con xe đi á. Tức là bệnh mà kêu đi thăm rồi không thăm, không đi ra thăm được rồi giận rồi đuổi. Con đi thăm lần rồi nhưng mà không có tiền cho rồi, bà. Đó, bữa không có đi đó. Đi thăm mà không có tiền cho nữa. À. Chứ khó con khổ tiền đâu cho. À, đưa bán số ngày con 100 ngàn à, chi phí không đủ nữa. Con nó khỏe nữa kìa, kìa lấy tay em bé. Lấy tay ra con. Bởi vì cũng khổ ha, nghèo quá cũng khổ ha. Ừ. Mưa nhột hết trơn. Dạ nói mưa dột của bên cái cánh bự bên đây hả? Dạ. Bự bên đây hả? Cái tạt qua hả? Đó là dột chắc rồi đó, bên đó là dột. Này mua cánh su mình cái chùm lên luôn, chùm lên cho là im luôn, cái miếng gì ta, cái này đâu, cái này bi tiết, bi tiết này, này chỉ là che mát thôi à, chứ không che mưa đâu, có cầu su nó đỡ. Mà anh nghe nói á là bà chị của em á, nay chị đó là chị thứ mấy? Đó là chị thứ hai, đó thứ ba. Là chị ruột luôn hay gì? Chị ruột luôn. Là chị thứ ba đó, là nói là cái chỗ cái giặt cái chỗ này đó là của chị hai. Đất của chị hai phải không? Đất của chị hai. Mình có số điện thoại hay là gì gọi điện chị hai chưa? Xin lỗi ở đây chưa? Chưa, không có số điện thoại. Mà chị hai đi làm đâu? Làm bến ở Bình Dương. Là hai vợ chồng luôn hay gì? Dạ. Rồi bây giờ là mình ở tạm đỡ ha, chứ chưa sinh ha. Dạ, ở đợi. Cái này là cái của chị hai cắt để nghỉ mát chắc chưa nè. Dạ. Ừ. Mà nghe nói chỗ ngoài này nó có tâm linh gì đó. Có tâm linh nên không ai dám ở hết. Bây giờ nếu như mà có số điện thoại chị hai á, mình điện mình xin chị hai tiếng luôn. Chị mình chắc cho mình ở, tại chị hai đi Sài Gòn mà. Ở đỡ thôi, đỡ thôi chứ. Có cơ hội, có tiền em đi nơi khác. Vậy là hai đứa nó vừa mới dọn ra mới ngủ một đêm mà tối ha. Dạ, cái hai đêm rồi, hai đêm. Hai đêm hả? Dạ. Ờ, giờ hồi đêm kia. Dạ. Đêm kia với tối này. Tối này luôn. Tối này mưa lắm à. Mưa nó ướt nghèo hết trơn luôn. Không có chỗ ngủ luôn. Chiếu rồi thấy cái chiếu nó ẩm ẩm rồi kìa. Nghe còn. Cái giạc này bên trong đó còn chắc không, thấy cái cây nó đen đen rồi. Dạ. Chắc không, còn chắc không có nó rung kinh gì không? Còn không, này chắc còn được. Chắc còn im cha chạy già không à. Đứng. Nếu được ở đây thì nó thoáng hơn. Động nó. Lấy cái bọc ra con, lấy cái bọc ra. Động hơn cái bên kia luôn hả anh Di. Rồi rồi. Bên đó. Rồi hai vợ chồng ăn uống sao? Ăn làm đây ăn luôn. Giờ nấu nước đâu, có đồ đâu nấu nước. Đó bên kia chỗ bên kia. Có lò không? Có. Là cái lò bữa đó hả? Lò của mẹ, bây giờ mình mượn. Không mà hiện tại là bây giờ là nấu ở đâu á, tức là nấu ở bên bà ngoại hay là chỗ nào? Nấu chỗ bên kia, ở đây mình ở. Chỗ nhà chị ba hay gì? À, chỗ chị hai, à, chị ba. Chị ba hay gì là nấu ở bên chồng ha, dạ. Chị ba. Tại vì hai đứa nó bên chồng bên vợ cái bên à. Dạ. Ví dụ như cho không được, ở bên vợ không được, qua bên chồng ở. Chồng mà lỡ có ở không được thì qua bên vợ ở. Dạ. Còn bên vợ bên chồng ở không được thì ra ngoài ở. Tại vì hai đứa nó sát chết nhà nha bà con. Hai đứa đàn trai đàn gái sát chết nhà luôn. Rồi giờ mình kiếm cái lò gì mình để cái chân chỗ đó đi, đang mình giống như cái bếp ngay chỗ đó đó. Nè, nấu như này nè. Mình ngồi đây nấu ăn luôn. Có cái bếp ga chưa? Có cái bếp ga không? Có. Bếp ga mà bếp ga cũ. Cũ quá đó đó. Bếp ga cũ. Hư rồi phải không? Hư nó muốn hư. Hư luôn rồi. Giờ muốn có bếp mới, bếp khác xài không? Muốn. Muốn nha. Thế nào cũng có. Mở ướp đi. Mở ướp rồi có. Ướp đi. Ừ, mở ướp. Mâm đâu có sắp cái mâm theo không? Cái mâm bà không chó. Cái mâm thẳng đâu rồi. Cái mâm của bà. Cái mâm của bà. Cái mâm quá linh nghiệm rồi. Vậy cái mâm bà lấy lại luôn hả? Cái mâm thằng á. Mâm thằng. Hết linh nghiệm rồi. Ướp gì có đó, ướp gà có gà. À, cái mầm nó hết kinh nghiệm mà trả là được rồi. Dạ.
Chứ để ướt nữa là nén vi mất tiêu luôn. Mãi mãi luôn. Thôi đừng lấy mầm ở nhà ướt cái mất tiêu của chạy luôn. Chạy cho chị hai. Rồi vậy là hai vợ chồng có cái mùng đó, giấc tối ngủ đây vậy nữa nha. Ở nhà. Này, cái chỗ này thì cũng có hơi cái phần tâm linh cho nên thì nhưng mà hai đứa giờ không có chỗ nào ở, thành ra ở đây đỡ luôn. Rồi ngủ ở đây hai hôm có thấy cái gì lạ lạ không? Thấy. Sao? Cái gì? Kể nghe sao nói nghe coi. Thấy cái gì vô bay. Vô bay hả? Lạ nghe. Thấy vô bay. Ừ lạ nghe. Chắc nghe được lạc được lạ. Ông thấy 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 mấy cái la khơi khơi quá. Là nó bay bay không có gió. Gió thì có tiếng kêu không? Có tiếng kêu không? Nó nghe sột sạc nghe không? Vậy là mấy con chuột nó mò qua. Có nghe cái vườn có cát đỏ. Cái vườn có giống nhất không? Không, cái vườn nó không cái chắc đâu, nó cũ rồi. Vườn chắc. Không có chắc đâu. Cái vườn chắc không có giống nhất đâu. Tại nhỏ nói chuyện hỏi nhỏ rồi còn có nghe có cát không con? Rồi ở trong đó là mấy cái bọc đồ của bà con cho đó hả hai đó? Dạ. Rồi rồi ở trong kia là mền gói được cái niệm nhỏ vậy đó ha. Dạ. Cái niệm đó của bà chị ba cho đúng không? Dạ. Chị ba đưa cho nhỏ. Cho nhỏ. Rồi cho để nhỏ nó nằm. Vậy là hai vợ chồng không có dành nha. Không. Cái niệm nó ngủ ở đây. Ngồi đây ướt nhẹm. Ướt nhẹm ngủ luôn. Trời ơi, giờ lấy đâu mà được cái mấy miếng bao bố nhiều quá vậy? Này của chị hai chó mượn luôn. Vậy đó hả? Ừ, chị ba. Chị ba cho mượn hả? Chị ba. Chị ba. Chị ba che lại cũng đỡ mưa nè. Ừ. Che tạm đi, vậy cũng được rồi. Chú làng trên sao mà đừng có cho mưa nó ướt nè. Có tiền mua tấm mưa xu á. Úp ở trên, đẹp luôn á. Tấm mưa xu này chắc cũng vài trăm ngàn à, nhiều đâu. Vậy là ngoại, bà ngoại đuổi rồi. Lúc đó thấy bà ngoại giận không? Mặc giận không? Ngoại giận nhiều không? Giận nhiều. Dặn nhiều mới cho ra khỏi nhà chứ dặn hết vậy. Đủ thiệt luôn rồi, đủ thiệt luôn rồi đó hả? Dạ. Coi như là cắt đứt luôn rồi hả? Đứt luôn rồi. Đứt luôn. Hết, hết, hết ngoại, hết cháu rồi, hết rồi. Nhưng mà Nắng Di rồi có buồn ngoại không? Buồn hả? Buồn sao? Nói sao nghe vậy? Buồn sao? Nói sao nghe, nghe nó nghe coi. Có đứa cháu không thương hay sao? Dạ. Đứa cháu khờ mà, chứ đâu có được... khóc như người khác đâu, khóc rồi khóc rồi kìa, đúng ra là thương Duy nhiều phải. Tại nó khờ đã sanh ra đã bất hạnh rồi, cha mẹ, cha mẹ mất hết rồi, cha mẹ có Nắng Di mất hết rồi mà còn gì nữa, thấy nó cũng tội nghiệp không. Lúc bà ngoại đuổi đi đó mình có năn nỉ gì không? Có năn nỉ ngoài không hai đứa? Không năn nỉ rồi, bà không chịu tao nghe lời mày đâu. Nắng Vi có năn nỉ ngoài không? Có. Thôi đừng có buồn nữa đi. Thấy từ từ đi. Đúng rồi, nhiều khi buồn mà khóc vậy đi cho nó thấy, chứ để đừng có cười lên nó kỳ lắm. Ờ khóc cho nó thoải mái. Trời. Nãy giờ quay nó cười rượm. Tao gọi là sau cơn mưa trời đã sáng đó. Từ từ sau này hai đứa. Thôi từ từ cái gì cũng có hướng giải quyết. Nhiều khi bữa hai bữa nó ngoại hết dặn ngoại kêu về lại. Có khi ngoại cho luôn cái nhà luôn chừng. Ừ. Suy nghĩ sao khóc đi Di à, đâu nói lên cho mấy chú mấy anh nghe này. Suy nghĩ sao khóc. Bạn nghe em bà không ạ? Sao? Bạn nghe em của bà không ạ? À, tức là nghe bà kia ha. Dạ. Bà kia về chắc nói quá. Nói. Bà nói. Bà kêu là mấy tụi anh là tới chết bà luôn. Là sao? Là sao? Mà nói sao mấy anh không hiểu. Dạ. Ý là ý, điện cho anh không có ai bắt máy. Tức là em của bà ngoại á, là điện em... cho cưng, hai vợ chồng cưng là bé ở nhà nó khóc phải không? Dạ. Mà hai đứa cưng lo quay không bắt máy đúng không? Rồi bắt đầu. Nó là điện cho anh á. Điện nói tụi anh á. Ừ, có điện anh lần nào đâu ta? Có số điện thoại mấy anh đâu điện? Ở biết bà nói. Điện thoại của cưng á. Vậy đó hả? Rồi bữa đó... À, tức là lấy máy của cưng ha, máy cưng để nhà phải không? Không, máy của bà. Nhưng mà làm gì có số mấy anh mà điện? Thì sập dân lắm, chả thao anh tiệt điện lắm. Nhưng mà lúc đó nhiều khi mình đang quay rồi sao mà... Tức là dặn là em của ngoại dặn là dặn vậy đó hả? Rồi không mấy anh lên là không cho quay đó ha hay sao? Không cho quay.
Ủa như giận lãng hả? Giận lãng gì, bả đâu có dính dáng gì, đâu có chuyện gì đâu, gì? Nói chú quay. Mà đâu có quay bả đâu. Ừ, đâu, quay mấy cưng thôi, bà đi nuôi chửi lần ra. Ở đồng kêu con cá bả mua. Con bả ở Campuchia, với ở... Ta gửi tiền cho bả. Ta gửi cho cháu hoài luôn. Vậy đó hả? Dạ. Thì để tiện chơi. Cái gì? có tiền để vụ kia đó ha. Dạ. Thôi không nói khỏi đó giờ. Bỏ qua đây. Giờ quay hai đứa thôi. Rồi vậy là hai đứa là không có chỗ ở, quyết định ở đây ha. Dạ. Từ từ bà con ta thương thì người ta cho cất cái này cái kia rồi là tiếp vô. Ha. Dạ.